Hello, hello, xin tâm mến chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo của Máy Xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay em xin làm một cái video đang đi đào cái hố bể phốt ở giữa móng nhà này các bác ạ. Thì cái móng này là móng cốc. Hôm trước thì máy em Hạnh đào nhưng mà cái thiết kế đường dầm mới lại là hố bể phốt này là sẽ để đào sau. Thì video này thì em sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách mình vét sạch cái đáy của cái hố bể phốt này. Đấy, em sẽ chuyển cái camera xuống dưới thấp này để cho anh em nhìn. Thì cái camera của mình nó là camera 360 cho nên cái góc của nó rất là rộng cho nên là anh em nhìn nó sẽ rõ và thực tế hơn. Thì bây giờ mình đang sửa cái góc các bác nhá. Cái móng này nó có cái diện tích chủ nhà yêu cầu ấy là nó sẽ là sâu từ cái mặt đất kia xuống nó là 1,9 m các bác nhá. Thì là cái bể phốt này thì sau này là người ta còn đổ lót này, người ta đổ bê tông lót xong bắt đầu người ta mới xây lên. Đó, cho nên là mình sẽ đào như vậy. Thì cái thực tế bây giờ mình đang đào ấy ấy cái mình thực tế mình giờ mình đang đào thì nó chỉ rơi vào khoảng độ 1,6 m thôi. Sau này người ta còn một cái đường dầm lên nữa để ra cái chỗ chỗ cột, thì bốn cái cột bê tông như là cái móng cốc người ta đã đổ bê tông rồi, có sắt chờ sẵn rồi đó. Thì hôm nay thì mình về sẽ đào nó cái bể phốt này và đào những cái đường dầm. Thì video này thì mình sẽ đào ở cái bể phốt. Thì đây thì mình đang sửa cái góc ở đằng xa các bác nhé. Do là hôm trước mình quay cái video này thời tiết nó mưa. Nó cứ lách đách. Mới lại ở bên cạnh là có một cái bác ở nhà xây bên cạnh này. Bác ấy đang sửa nhà cho nên là nó đang kêu. Nó có tiếng búa các bác. Mình quay nó tiếng ồn nó lớn quá cho nên mình về mình thu âm lại. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vét hết đất đi trước xong bắt đầu mình mới sửa sửa để lấy vuông mà lấy đẹp luôn các bác nhé. Đấy. Do là cái hố này cái khối lượng đất nó rất là nhiều. Ở dài cái chiều dài của nó là cứ một bề chiều là 2,5 m, một chiều là hơn 2 m các bác nhá. Nó cái chiều ngang là 2 m, là còn chiều vào trong lòng máy này là hơn 2 m một chút, tức là mình đào nó rộng ra để các bác ấy xây, các bác ấy sau này nó có cái độ hở để các bác ấy căn cho chuẩn đấy các bác. Bởi vì cái này là không cần định vị. Đó. Mình cứ đào vào giữa bốn cái ô này mà đủ kích thước là ok. Thì anh thợ xây thì anh ấy có xây, anh ấy đến anh chỉ cho mình đó, xong là anh ấy đi về rồi đó. Bây giờ chỉ còn mình với lại cái anh sửa móng ấy thôi. Thì bây giờ là công việc của mình làm ở khu vực thành phố các bác là lúc nào cũng có một máy và một người sửa đi theo. Đấy. Người sửa thì là thực ra là cái gầu của mình nó không phải gầu bằng các bác. Tất cả những cái má gầu ở hai cái bên tai mèo với lại cái má gầu ấy kìa là mình sẽ không làm được sạch, với lại cái đất mùn ở dưới cũng không thể sạch vuông vuông vắn như kiểu sửa thủ công được. Chính vì vậy là sẽ có thêm một người đi sửa để người ta sẽ làm nốt cái phần còn lại đó. Còn cái tiền mà mình thuê cái người thủ công này ấy, thì là sẽ có nhận ở trong móng các bác nhá, đã có nói chuyện với lại chủ nhà đó, chủ nhà sẽ chịu cái phần đó. Đấy. Tức là nó chỉ một công của cái người thợ này đi nó chỉ mất 200.000 thôi, nhưng mà sẽ làm cho máy nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như mình đào khoảng độ 10 cái cốc như ở cái nhà này đó. Nếu như mình sửa bằng bằng máy thì không bao giờ mình làm nhanh mà sạch sẽ được như kiểu người cả đó. Thế nên vậy mà mình sẽ thuê thêm một người nữa và chia ra. Nếu như làm gầu bằng thì em có thể làm sạch được các bác ạ. Nếu mà làm cái gầu bằng mà nó không có răng ấy thì mình có thể là mình vét sạch được, nhưng mà nếu như mà cái gầu có răng như thế này mình có thể lắc gầu mình di mình ấn được, nhưng những cái góc cạnh như là mình sẽ không làm được vuông đó. Thế vì vậy là cứ gọi là mỗi người một chút đấy, máy chịu một tí mà người chủ nhà chịu một chút đó, thế là sẽ công việc của mình nó vừa chuẩn chỉnh đó, mà không không mất nhiều thời gian cho máy. Nếu như mà làm bằng máy thì nó rất mất rất là nhiều thời gian luôn. Còn nếu mà các bác ngày trước hay bảo là sao không làm cái lò gầu bằng á, thì thực ra là cái gầu bằng thực ra làm ra thì nó đào nó rất là tiện thôi, đào cực tiện luôn. Nhưng mà một cái gầu đó nó 5-7 triệu cơ các bác ạ. 5-7 triệu mà bây giờ mình đi đào móng thì không phải là chuyên nghiệp đào móng rồi, máy này thì làm đa dạng lắm. Bây giờ đầu tư 5-7 triệu vào mà một tháng đào có hai cái móng thì nó cũng không đáng bao nhiêu kể các bạn. Với lại có những cái góc, có những cái chỗ mà mình cũng không thể làm bằng máy được hoàn toàn. Lát nữa thì nó vét hết cái đất này đi thì em sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách vét sạch nhá. Cái cơ bản nếu mà anh em làm cái cơ bản là anh em cứ vét cho mình nó sạch đi là được. Nó sạch hết cái đất khi mà mình múc ở cái gầu này. Đó, khi nào mình múc nó còn một ít thôi thì lúc đó mình hãng sửa, hãng làm sạch ở dưới, chứ đừng có là
là đất chưa hết mà các bác đã nhăm nhăm, các bác đã đi sửa rồi, các bác đã đi vét đáy rồi, là lúc nữa mình múc nó lại rơi ra đó, mình lại phải sửa đi sửa về, nó sẽ rất là mất công. Anh em cứ làm hết phần thô đi, xong sau đó chuyển sang cái phần làm đẹp, làm mịn, kia là cái phần cuối cùng đó. Làm xong cái đó mình rút máy luôn đó. Ở bên dưới cái đầu bên của mình đây nhá các nhá, bên dưới đầu bên này là mình sẽ làm một cái đường dầm. Cái này thì mình chưa đào đâu, lát nữa mình quay ra mình sẽ đào. Có lẽ là cái đường dầm này thì mình sẽ để ở video sau. Đó. Đấy, dầm là sẽ chạy bằng cái móng các bác nhá, bằng cái bê tông móng ấy kìa. Đấy. Bây giờ mình sẽ dùng cái lưng gầu đấy, gạt hết đất về một bên, bởi vì cái bên phía bên tay phải đó là mình vét nó sẽ rất là dễ, mà nó ở gần máy hơn thì mình sẽ vét dễ hơn. Đó, tiến ra một chút này. Đấy, ấy ở góc xa này, cái này thì mình làm vuông rồi các bác nhá. Hố ở đằng trước kia thì làm vuông rất là dễ, còn cái ở trong lòng này thì khó hơn. Anh em nào làm có cảm giác thì anh em biết rồi đấy. Ở trong lòng này thì mình sẽ không nhìn thấy. Mình đặt cái răng gầu và mình ấn xuống được thôi, nó được bao nhiêu thì được thôi, chứ còn có thể là lúc mình vét mình lùa cái gầu vào nó cũng hõm xuống ấy các bác. Đó. Anh thợ sửa móng thì anh ấy đo cho mình này. Đấy, cái thước đó, à, cái xẻng kia nó là gần 1,5 m các bác, nó thêm 20 phân nữa là gần 1,7 m. Nói chung là cái này thì người ta còn đổ lót cho nên là mình cũng có thể là sâu hơn một chút được. Bởi vì là 1,9 m thì sau này nó lên đến cốt 0,0 cái cốt nắp với các bác thì mình cũng phải đào sâu hơn một chút để người ta đổ lót này, xong người ta đổ bê tông người ta xây lên nữa cơ. Còn nắp nữa, nó trừ đi thì nó vào khoảng đấy. Cái này thì mình quay nó vào cái sát cái máy quá cho nên là nó mắc vào cái gầu của mình, mắc vào cái sắt kia. Nhưng cái sắt này thì không ảnh hưởng các bác nhé. Nếu như anh em làm mà nó lên cột ấy, anh em nào mà thấy người ta đổ cột rồi mà quệt vào như thế thì mới không được thôi. Còn nếu như mà để mà chỉ có nguyên cái sắt thì không sao cả, quệt ở trên ngọn đấy thì nó rung là chuyện bình thường. Đó. Đấy, anh em cứ gạt hết nó sang rồi vét. Anh em làm cái móng con cũng thế nhá, cái móng cốc con 1,3 m, 1,4 m hay 1,5 m thì anh em cũng vét như thế, để cho những cái nào mà cái lưng gầu của mình nó tì xuống được ấy thì nó sẽ tiếp xúc với lại cái mặt móng, nó sẽ đều, nó tiếp xúc đều như vậy ấy. Thì cái phần đất mùn hay cái đất nén nó sẽ nén xuống chặt ở đó thì mình sẽ không phải, tức là mình không phải phải làm đến cái công đoạn gọi là như kiểu dạng như kiểu là sửa tay ở cái đoạn giữa đó nữa, chỉ sửa những cái góc cái mép thôi. Đấy. Thông thường những cái hố như thế này mình khi mà mình vét rồi ấy, thì cái anh hót thì kiểu là sẽ hót không quá 1 xe rùa được các bác nhá. Đấy. Hố càng to đào càng dễ, hố nào càng bé đào càng khó, càng vét càng khó thôi. Đấy. Cái góc ở trong cùng này là cái góc không nhìn thấy này, cái camera này ở trước mặt em khoảng độ 1 m đấy, gần 1 m đấy các bác ạ. Thì anh em nhìn mới thấy được cái góc ở dưới thôi, chứ còn nếu như mà ở cái phần mà ở chỗ mắt em nhìn ấy thì còn không nhìn thấy ở đằng gần đấy luôn. Đấy, cái này mình cứ cố gắng vét cho nó sạch ở những cái góc này. Những cái góc này là gọi là cái góc chết rồi. Cái má gầu của em bây giờ nó mòn đi, mình đào nó cũng khó rồi cho nên là anh sẽ lùi máy lại này. Hôm nay thì em cố tình em để cái camera nó xuống thấp. Đó, camera nó xuống thấp để anh em nhìn nó dễ hơn. Ở cái hố thì mình vét như vậy quá nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển máy sang cái góc chỗ bên cạnh đây để mình sửa nó một tí cái góc ở chỗ góc bên trái này. Đấy, sửa một ít ở cái góc này. Cái góc này thì anh em đứng làm sao để anh em muốn đứng máy có động cũng được, miễn anh em thò cái cần xuống mà cái gầu nó vuông với lại cái mặt bằng là ok. Đó. Nhưng mà cái này mình chỉ sửa đúng cái góc thôi cho nên mình không cần phải 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 đứng máy nó cân nó vuông hoặc là nó nhiều ấy. Đấy, một tí đất như cái kia thôi. Là cái anh sửa móng anh ấy hót chắc phải đến hàng 10 phút mới xong đấy các bác ạ. Chục xẻng mới xong đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Còn sửa nữa. Nói chung là anh em đi đào móng mà sửa được anh em cố gắng sửa giúp các cái anh thợ để anh nhàn đi, không có là vất vả lắm các bác ạ, nếu mà sửa tay. Đấy. Đấy thì bây giờ những cái góc góc nào góc chết rồi, góc nào không làm được thì các bác ấy sẽ
các bác ấy sẽ gọi là sửa bằng thủ công. Đó. Cái này thì mình san cho nó cân bằng ra để mình đứng máy và để mình vét cái đường dầm các bác nhé. Thì mình sẽ video này nó cũng khá là dài cho nên mình chỉ làm một đoạn nữa vét một nửa cái dầm này. Đấy, khi mà ra đến cái dầm ngoài thì mình sẽ quay ở video khác, đăng cái máy xuống nhỏ vào trên đất, và ở video ở đầu ngoài cùng kia thì mình sẽ đăng tiếp một video của kênh này. Đấy, cái này thì nó liền luôn với lại cái mép của cái hố bể phốt này các bác nhá. Đấy, mình sẽ cứ múc vào để cho nó hở ra, nó hở hết cái phần đất nó ra, xong bắt đầu mình sẽ dùng răng hoặc dùng cái lưng gầu để mình miết. Đấy, hôm nay ở nhà thu âm cho nên là những cái tiếng ồn bên ngoài nó cũng hơi nhiều một chút, tiếng gà tiếng chó thì rất mong anh em thông cảm nhé. Nếu như mà nhiều khi nói chuyện mà nó có thực tế thì mình nói nó sẽ gọi là có gọi là có cảm hứng hơn là mình cứ ngồi mình thu âm như này. Nhìn vào video thì nó cũng nhìn lại cái công việc mình làm cũng như là có cái gì thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái đó. Về cơ bản về cái vết đáy móng thì anh em cứ múc hết phần thô cho mình. Đấy, các bác cứ chia ra làm cho em làm 3-4 bước rồi nhá. Múc phần thô, múc hết đất lên. Bao giờ nó còn gọi là ít thôi thì lúc đó hãng sửa. Đó, thì nó vừa nhanh này, mà nó không bị sửa xong thì nó đất nó không rơi xuống nữa. Đó, như vậy thì nó sẽ xong là xong luôn. Rút máy luôn đấy, như em lúc nãy là nhảy lên là xong luôn đấy. Đó. Còn cái đường dầm này các bác nhá, cái đường dầm này thì mình sẽ làm một cái video ngắn lên đây thôi. Đó, còn cái đoạn này thì là cứ cào múc hết cái đất đi và liếc cái gầu đấy thôi. Cái này thì mình sẽ sang bên cạnh cái mình sửa để mình ấn gầu sau. Thì hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video sau nhá. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Anh em xem video nếu mà có gì thắc mắc thì các bác cứ để lại cho mình cái ý kiến cũng như là bình luận để cùng nhau chia sẻ cũng như là khắc phục đấy nhá. Thôi thân mến, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau.